Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức mới. Kính chúc quý vị có những giây phút thư giãn tuyệt vời. Vui lòng nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới đến từ kênh tin tức mới. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. Hương Giang bị gọi tên vì liên quan đến Phi Nhung, từng phải xin lỗi ngay trên sóng truyền hình. Ồn ào của nữ ca sĩ Phi Nhung những ngày gần đây vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt khi xuất hiện thêm nhiều tình tiết mới. Bên cạnh những cuộc nói chuyện của người trong cuộc, nhiều người đã từng liên quan đến nữ ca sĩ đã được cộng đồng mạng gọi tên. Hương Giang là cái tên được dư luận đào lại giữa ồn ào của đàn chị. Cụ thể, Phi Nhung và Hương Giang đã cùng nhau tham gia một chương trình âm nhạc. Ở đây, Phi Nhung đã chia sẻ về cuộc sống, những khó khăn của cô đã trải qua trong quá trình hành nghề. Phi Nhung chia sẻ, tôi coi nghề hát là cuộc sống, hơi thở của tôi. Nếu một ngày nào đó tôi đi hát mà chết trên sân khấu thì tôi cũng vui lòng. Nghề hát này đã nuôi sống tôi nên tôi sẵn sàng sống chết vì nó. Nếu không có nghề này, không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao như thế nào. Nhờ nghề này tôi nuôi được bản thân, em gái và các con tôi. Không những vậy, tôi còn có tiền để giúp đỡ mọi người. Vì vậy, dù 50 tuổi hay 60 tuổi, tôi vẫn sẽ hát đầy nhiệt huyết, không bao giờ lơ là sân khấu. Nếu khán giả còn thương, tôi vẫn sẽ hát mãi, hát đến chết thì thôi. Sau khi nghe câu chuyện của đàn chị về quá khứ, ca sĩ Hương Giang lập tức có chia sẻ khiến nhiều người kinh ngạc. Cô cho biết bản thân mình từng phải nhận vơ là cháu ruột của Phi Nhung để có thể có thêm nhiều show diễn tại thời điểm đó. Nữ ca sĩ nói rằng thời điểm ban đầu đi hát, cô nhận được rất ít show vì chưa nổi tiếng. Đa phần Hương Giang chỉ hát lót để kiếm đồng ra đồng vào. Tuy nhiên có một lần bầu show có hỏi cô là liệu có phải là người thân của nữ ca sĩ Phi Nhung hay không vì nhìn nét bên ngoài cả hai rất giống nhau. Hương Giang chia sẻ, lên sân khấu tôi phải tự nhận mình là cháu ruột của chị Phi Nhung ở bên Mỹ thì người ta mới nghe tôi. Thế là cứ hễ cầm mic lên sân khấu tôi lại tự giới thiệu. Jennifer chào mọi người, Jennifer là cháu ruột của chị Phi Nhung. Hương Giang cũng đã lên tiếng xin lỗi đàn chị ngay trên sóng truyền hình vì đã nhận là cháu ruột Phi Nhung. Ngày hôm nay gặp được chị Phi Nhung, tôi muốn xin lỗi chị vì khi ấy đã nhận là cháu ruột của chị. Tôi cảm ơn chị Phi Nhung rất nhiều. Cư dân mạng cũng thông cảm cho Hương Giang và cho rằng nữ ca sĩ vào thời điểm đó vì chưa có danh tiếng nên mới nhận vơ là họ hàng với Phi Nhung. Đa số cho rằng giọng ca anh ta bỏ em rồi đã có một phản ứng khá khéo léo khi nhận tội trước mặt chính chủ và khán giả. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất đến từ tin tức mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.